Ê, tắt đi thấy ghê quá. Chê cái gì mà ghê, phim đăng hay mà cái thằng này. Hấp dẫn. Ê, tắt đi bà, tao biết là chết luôn. Mày thánh thiện quá ha. Qua nhà tao liền, em qua là tập mới, Em qua là ai? Mario Zawa. Cô gái này trong tập này cũng tạm. Vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 2 hơi béo chút xíu nhưng mà không sao, có thể xí xóa được. Ô kìa kìa kìa. Mắt đẹp quá, chắc là đeo cái nắp trồng đó. Môn này hơi bơm nè. Trời ơi, tao còn đẹp hơn mấy đứa này nữa thiệt. Đẹp ngon nhau cho mày đóng đi. Tao coi. Tao ói luôn. Trời ơi. Phim nóng gì đâu mà lạnh tanh. Trước tao coi tao không cảm được gì hết trơn á. Ông nội, phim này không phải là phim tình cảm Hàn Quốc, muốn cảm là cảm. Thôi tôi nhanh qua đoạn cuối hấp dẫn hơn, chuyển sang chuyên mục khác coi nè. Cái cặp này vẫn mô tuyếp cũ, cũng không nóng hơn cái cặp hồi nãy được bao nhiêu. Hay là mong là Phước vô bếp bắt đổ lò than tôi nóng lên. Con điên. Ôi, cái góc nó bị lệch khung rồi. Đáng lẽ ra là phải dolly. Dolly chậm ngay nè mới thể hiện được cái tâm trạng của cô gái. Thôi không được, khúc này phải có bum bum cao lên ở trên đổ xuống nha. Cái dù này phải để nằm trong cái không gian mà đồng không mong quạnh nó mới thể hiện được cái sự hoang dã. Ôi, tao biết tôi được sâu sắc lắm. Mày làm như đây là phim Oscar vậy đó. Cái ra giường Pikachu đẹp quá. Bình bông cũng đẹp nữa. Trời đất ơi, sao mà nó có thể xách ngựa con nhỏ này lên rồi nó quấn nhau như thanh xà bằng xà. Để tôi cực thế là lại. Để tao thực tập chiến ngựa bằng gai cho tao. Cái sàn gỗ cũng đẹp nữa. Trời ơi, nó đè con nhỏ nó ra xuống đất luôn kìa, nằm sắp luôn kìa. Đó, để nằm sắp nghe, hết đất nghe. Để đi, tao chụp lại, tao để dành tao hình. Con mình nó buồn ngủ quá. Vô phòng.